nay là buổi tối này mình lại lên trên sân thượng để mình quay cái buổi mà chốt kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông Thái Nguyên đã thực hiện. Trong mấy năm gần đây thì mọi người cũng biết cái tai nạn giao thông do rượu bia là cũng gây nên những cái tai nạn thảm khốc. Cái số người mà vì tai nạn rượu bia này đã phải mất đi sinh mạng là nó còn lớn còn hơn cả cái thời chiến tranh. Tuy nhiên là để giáo dục một cái hệ ý thức cho mọi người từ già đến trẻ thì là nó là một việc khó khăn vô cùng. Xưa Bác Hồ vẫn câu dạy của Bác Hồ là vì lợi ích trăm năm phải trồng người, về cái ý thức của con người để muốn xây dựng trên một cái nền tảng ý thức theo đúng trật tự xã hội đã quy định thì nó phải bắt nguồn từ những cái lớp người đi trước. Cha mẹ làm như thế nào thì các con cháu nó sẽ như thế. Thì trước đây là do mọi thứ nó lỏng lẻo thì không nói rồi, nhưng đến bây giờ là nhà nước bắt buộc là phải đầu tư một cách nghiêm minh để đưa mọi thứ vào luật pháp, bởi vì cái này giết người thì không tạo. Thì gia đình mình là rất ủng hộ cái việc này của nhà nước, cho nên là cửa nhà mình luôn là chỗ tạo điều kiện cho các anh cảnh sát giao thông ở đây là để lập trạm, để lập trạm nồng độ cồn. Thì lúc này là mới thôi, cho nên là mọi người thấy đấy, có xe chở xe vi phạm cũng chưa đến nhá, nhưng mà ở đây là chỉ có những người đang làm nhiệm vụ thôi. Bây giờ mọi người bắt đầu chú ý này, sắp sửa sẽ xuất hiện những cái tình huống mà đây cái mũi tên đỏ nhá, trường hợp quay đầu bỏ chạy nhá. Đấy, các anh tưởng là anh chạy thoát nhưng mà các anh không biết là đầu trên này là cả các đường nhánh là cũng đều có lưới răng sẵn rồi. Lát nữa là các anh cũng sẽ lần lượt vào cái bãi xe này và rồi sẽ lên cái thùng xe để cái xe sẽ chở xe vi phạm của cảnh sát giao thông để về cái bãi lưu giữ xe thôi. Đấy, bây giờ thì trong những năm gần đây thì những trường hợp đi ô tô và bị bắt, bị kiểm tra nồng độ cồn và bị phạt, những cái mức phạt rất là cao, thì mọi người bây giờ là đi ô tô là giờ cũng là điều chỉnh bản thân rồi, cũng ít vi phạm thôi. Nhưng mà đối với xe máy, vì cái xe máy của nước Việt Nam mình nó quá nhiều và mọi người ý thức là rất kém, bởi vì là xe máy người ta có thể luồn lách, người ta đi tránh những cái chỗ mà có cảnh sát giao thông, cho nên là người ta nghĩ rằng là người ta sẽ thoát được, nên người ta vẫn cứ uống rất là ẩu. Chính vì thế mà bây giờ nhà nước tăng cường cảnh sát giao thông mới tăng cường là kiểm tra về xe máy. Đấy, tình huống thứ nhất lúc đấy nhá là đã bị tóm về đây rồi, lát nữa là sẽ lên cái bãi ở cái gốc, trong cái gốc cây này. Bắt đầu tiếp theo là chuẩn bị mọi người chú ý những cái tình huống tiếp theo nhá. Những tình huống mà họ quay đầu họ chạy, họ tưởng là chạy thoát, nhưng mà khi công an giao thông đã chuẩn bị một cái gọi là như một cái cuộc truy quét này, người ta đã có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng rồi. Anh đã đến đoạn này rồi, giống như chui vào trong giỏ, anh thoát đi đâu được. Đây, sắp sửa tới cái trường hợp nhìn thấy công an cái là quay đầu, mà quay đầu rất nguy hiểm. Này, đây nhá, để cho mình quay chậm lại này, đây này, hai cái xe đầu cái mũi tên đỏ của mình nhá này,
nó ở xa quá mà cái ống kính của mình nó không ngon lắm. À, quay đầu nhá, họ quay rất nhanh nên mình làm chậm lại, quay rất nhanh rất nguy hiểm. À, xong họ vọt chạy, nhưng mà họ không biết là ở cái đầu phía trên cũng như là rẽ ra ngách đấy là đã đều có lưới giăng sẵn rồi. Sau lát nữa là hai xe đấy lại đây, hình như là hai xe đấy về đến đây rồi đây. Đến đây này. Đấy bãi xe mọi người nhìn thấy, chỉ trong có mấy trong một lúc thôi nhá. Một lúc thôi mà đây bãi xe mọi người đếm xem. Là trong lùm gốc cây này còn mấy chiếc nữa. Nhá. Để biết là cái những người mà đi xe máy mà có uống rượu bia là mình có thể nói là vẫn còn rất là nhiều. Chắc là phải qua những cuộc truy quét nặng tay như này, nghiêm túc như này thì mọi người bây giờ mới thấy sợ. Đây bây giờ mọi người chú ý đến một cái tình huống tiếp theo nhá. Tình huống tiếp theo này. Đây tình huống tiếp theo là lai. Nhá, còi đuổi đi ra kia đấy, nhưng mà anh ấy hớt lờ luôn nhá. Anh phóng thoát này. Yên để mình tí, đây là để mình quay ra đằng cuối kia nhá, xem một anh chạy có thoát không nhá. Đây còn một anh nữa cũng bị đuổi. Đây, sau hai anh đều bị bắt rồi nhá. Đây. Đây. Ở đâu này đây. Đấy, lực lượng cảnh sát. Đây. Lên xe đuổi nhá. Đây, anh kia quay đầu không đội mũ bảo hiểm nhá. Phóng xe xịn nhưng mà phóng rất tít nhá. Còn một anh đằng sau nữa này. Còn một anh đằng sau nữa cơ. Sau hai anh đều bị tóm hết. Đây, anh ơi, đây. Đấy, nó cũng coi như không ngán thời tiết nhá. Đấy, kết quả đây. Anh chạy đây, thì bây giờ các anh lại vòng về đây rồi đây. Coi mấy anh kia là coi kể cả bản thân mình cũng xuống đi bộ này, đấy, mấy anh đẹp trai này, người yêu cũng đi bộ, xuống đi bộ rồi. Hai đứa đang đi chơi, đang có xe, rồi thành đi bộ nhá. Bằng cũng bị giữ luôn nhá. Bằng lái cũng bị giữ luôn, tiền thì lộp phạt nhá. Xe bị giữ, bằng bị giữ, tiền thì lộp phạt. Điều cả đang đèo người yêu đây, mấy cô người yêu ở đi bộ này. Còn cái anh kia thế nào đây, cái anh mà lúc nãy phóng tít kìa đây. Tít đây, công an đấy rồi. Đấy. Cái anh mà không đội mũ bảo hiểm mà đen đấy, phóng tít đấy. Bây giờ đánh xe ra kia là để coi như là cho lên thùng xe. Còn mấy anh này vẫn còn đang coi như là công an vẫn cho cơ chế mở, cho gọi điện cho người thân. Bây giờ lúc này thì bố người thân nào mà dám đứng ra mà bảo lãnh cho. Đứa nào gây ra lỗi đứa phải chịu đấy chứ không. Là cái lúc nhà nước đang làm điểm nó căng cái này mà người nào mà đi xin cho những đứa con đứa cháu kiểu đấy thì cũng là người vô trách nhiệm đất nước. Đã không chấp hành thì đã vi phạm pháp luật rồi còn đứng ra xin cho nó thì lần sau thì nó sẽ không bao giờ nó tốt lên đâu, chỉ xấu đi thôi. Đấy, đôi kia là đấy, đang có xe con rồi phóng gọn rồi đấy, bây giờ hai đôi tình cùng đi bộ về. Đấy, tình cùng đi bộ về, gọi người nhà mãi không có người ra đón, thôi đi bộ vậy. Đôi đấy đi bộ về rồi. Đây một ông rồi cũng xách túi rồi, không có xe nữa thì thôi đi bộ về. Mình cái ông kia là mình cho mượn điện thoại cho ông gọi, nhưng mà bà vợ bảo ông uống rượu thì ấy thì giờ ông tự đi mà lo lấy, bà không ra bà đón. Ông cái mũi ông xách túi ông về, ông ấy còn đè vợ vào được rồi, nhớ mặt tao ra. Đây là ra cái chỗ ô tô để đấy, lúc đấy mọi người thấy
Đấy, bãi xe là cứ đầy dần lên nhá. Ở dưới gốc cây kia còn mấy con nữa. Cứ đầy dần lên. Đấy, mình xem vào đây thì mình thấy là ô tô đi là rất ngon nhá. Hầu như từ nãy giờ là chưa dừng cái ô tô nào mà chỉ toàn có dừng xe máy thôi nhá. Ô tô là chưa thèm hỏi đến anh nào đi qua là đều tự do đi hết. Cũng ai mà biết được trong số đấy có anh nào uống hay không. Nhưng mà vào lúc này là chủ trương là cảnh sát giao thông là kiểm tra về xe máy. Vì dừng được một cái ô tô thì bao nhiêu xe máy không thoát nạn. Cho nên là bây giờ là phải chỉ giữ xe máy thôi, ô tô hôm nay là các anh gần như không thèm hỏi gì đến. Chung là nhà nước làm thế này cũng đúng thôi. Này thì hoàn toàn ủng hộ thôi, vì là uống rượu uống bia và rồi nó mất kiểm soát đi. Bây giờ người khác người ta bị tai nạn, đấy là cái người khác thôi, nếu mà thử rơi vào người nhà mình xem. Thôi người nhà mình mới thấy là mới biết được đau. Người khác người ta bị tai nạn thì mình nhìn thờ. Đấy, nhà mình là từ trên sân thượng nhà mình nhìn xuống là mình thường xuyên, mình rất nhiều dữ liệu về cái chốt kiểm tra nồng độ cồn này. Ở nhà mình là mình lúc nào cũng tạo điều kiện cho các anh ấy lấy suốt 12 mét mặt đường là coi như cánh lập trạm vào đấy. Còn hôm nọ mình còn có người còn dắt bộ để thông chốt, không biết là nhìn thấy công an từ đâu đấy, thế là anh xuống anh dắt bộ xe máy đi qua đây rồi. Anh dắt bộ đến rồi công an cũng không làm gì được ạ. Đấy, anh kia lên xe nhá, lên mà để gọi điện thoại cho người nhà hàng. Nhưng mà công an cũng tạo điều kiện cho để gọi điện thoại. Nhưng mà gọi điện thoại làm gì có ai dám đứng ra mà vẽ cho. Đây chắc gọi không được, bây giờ bắt đầu lại ra làm gì này. Anh ấy tha cho em. Tha cho em lần này. Đấy, kia dơ điện thoại cho xem này. Điện thoại đấy là đang gọi cho ai đấy. Nói chung là xe máy thì cứ miễn là không có mùi rượu bia là được đi thôi mà. Cứ gọi là chấp hành. Này kia anh kia lại ra lần đi cái anh trong ngày cũng được rồi, lại ra lần đi anh kia. Sao có được đâu, tí nữa vẫn xe vẫn lên thùng kia hết mà. Lúc này là vì ai dám xịn cho. Cái anh áo đen đấy vẫn đứng ở kia. Một lúc lại ra xin nhưng mà có được đâu. Cuối cùng là xe cũng lên cái thùng kia hết. Đây là mình chia sẻ. Gọi là tất nhiên là nó mình cũng mình cắt bớt. Những cái chỗ mà nó không có diễn biến gì thì mình cắt bớt. Đây là mình chỉ muốn cắt lấy mấy đoạn điển hình để chia sẻ với mọi người. Để cuối cùng cái thông điệp của mình mong là mọi người đừng có uống rượu bia nếu mà khi mà mình còn tham gia giao thông. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình, đã xem video của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.